Huy hôm trước thì Huy chia sẻ là anh động tác của anh rất là dài. Vâng. Thì về anh nghĩ là quả thủ, anh thấy quả thủ của anh, anh vung tay cũng rất là dài. Vâng. Dẫn đến là khi mà đối thủ đập căng, không kịp thu tay về thủ. Vâng. Đấy thì Huy chỉ cho anh cách phòng thủ làm sao cho mà mình gọn nhất. Thủ đôi đúng không? Thủ đôi đúng rồi. Okay. Kiểu thủ bung ấy, đập căng. Vâng. Và mình cũng thủ được. Ok. Let's go. Thì nhiều anh em là bị dài dòng quá rằng lấy đàm rất là nhiều, lấy đàm quả vai lên nữa nên quả thủ cầu không chính xác. Bây giờ thay vì cái kỹ thuật thủ đôi, cái vợt mặt vợt mình đúng không ạ, trước mặt như này đó, mình sẽ sử dụng cái lực nén cổ tay này, nén cổ tay vào khỉu tay này đó, thẳng đúng rồi, nén chính xác. Ngón tay cái là tì thẳng cái to đúng không ạ? Đúng rồi, ngón tay cái thì vào mặt to vợt, co cổ tay này, đưa khỉu tay về co cả cổ tay nữa đúng không? Đúng rồi, rồi anh em sẽ sử dụng cái lực bộc phát, nhưng mà phát lực ra sẽ phải cổ tay nữa nhá. Cái khỉu tay này chỉ đi theo cùng thôi, còn cái cổ tay anh em phải lên đó, tức là bộc phát nhanh bằng cổ tay chứ không phải đẩy khỉu tay ra đó. Bộc phát nhanh này, co này, bộc phát nhanh này, bộc phát nhanh này. Okay. Okay.